Em chào anh ạ. Chào em. Có vấn đề gì không em? Dạ em đang khảo sát về một chút kiến thức dinh dưỡng anh ạ. Khảo sát về dinh dưỡng à? Vâng ạ. Tức là em hỏi anh trả lời gì? Đúng rồi ạ. Hỏi đi. Anh sẵn sàng trả lời. Anh cho em hỏi là bữa sáng thì thường thì anh thích ăn gì ạ? Anh thường ăn bánh mì kẹp trứng. Thế ngày nào cũng thế hay sao ạ? Không, có hôm anh ăn phở, có hôm anh ăn bún. Mà có hôm thì anh lại ăn cơm nguội với cả rưa chua ấy. Thế anh ăn như thế này, thế anh có thấy là mình thiếu hụt đi chất dinh dưỡng nào không? Thế anh thì điều kiện kinh tế nó chỉ có thế thôi, thế cho nên anh cũng chỉ ăn như thế. Vâng ạ, thế bây giờ có một giải pháp là nó mỗi một buổi sáng chỉ mất có 10.000 thôi, nhưng mà sẽ đảm bảo về chất dinh dưỡng. Anh có muốn thử không? Thử à? Vâng ạ. Nếu mà được thử đi, cho anh thử cái. Dạ vâng ạ, đây anh ạ. Đây, sản phẩm này. Đây. Hớn ơi, dậy đi. Ủa mẹ ơi, mẹ có để cho con ngủ một giấc ngủ ngon không? Giời ơi, con nó có ngủ thế chứ ngủ nữa cũng không đủ dinh dưỡng được. Đây, mẹ bảo đây, mẹ bảo đây nhá. Con nhìn đây, chỉ có 300k một cái lọ này mà dùng trong một tháng, mà mỗi ngày chỉ có 10k thôi. Con không cần phải ăn sáng cũng đủ dinh dưỡng. Mẹ ơi, cái này mẹ bán cho người ngoài đi, đến con cái trong nhà mẹ cũng mang ra, mẹ tiếp thị mẹ bán được. Con có biết không, vì cái sản phẩm nó tốt nên mẹ mới bán cho người nhà trước, sau đấy mới bán cho người ngoài. Mà con có biết không, ở trong cái sản phẩm này nó có làm sao đấy? Ôi, đau bụng. Làm sao? Kìa, con đang nói thì đau bụng. Đấy, anh thấy không? Sản phẩm này cực tốt mà giới trẻ hiện nay á mắc bệnh càng ngày càng gia tăng, như là gan nhiễm mỡ này, tiểu đường này, đau mỏi vai gáy này. Anh có nghĩ là do chúng ta ấy sử dụng thực phẩm không đảm bảo không? Bây giờ nhá, anh hãy sử dụng sản phẩm này chỉ với 300.000 mà tính ra nhá, mỗi ngày chỉ hết có 10.000 mà nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho anh, lại khỏi bệnh tật nữa cơ. Thôi em ạ. Anh nghĩ rằng như thế này này, theo cái quan điểm của anh ấy, sáng ấy là cứ cơm nguội với cả dưa cà với cả bánh mì hai trứng như thế là quá đầy đủ dinh dưỡng rồi em ạ. Nhưng mà em chào em. Dạ chị. Chị xin tự giới thiệu, chị là vợ của anh này. Và đây là chỗ đứng của chị. Dạ. Thế chị hỏi này, dạ. Em có phải là nhân viên tư vấn thực phẩm chức năng không? Dạ đúng rồi ạ. Ôi trời ơi, thế thì cứ nói luôn đi, phải dông dài làm cái gì. Chị nói này, nhà chị là không có nhu cầu đâu, nhá. Thế nhưng mà em có nhìn thấy cái nhà kia không? Nhà kia ấy ạ? Ừ. Vâng. Nhà đấy mới là nhà có nhu cầu, nhà đấy mới là khách hàng tiềm năng. Ôi thế ạ? Ừ. Này, chị bảo nhá, anh nghĩ là cái người mà chưa có vợ, đang có nhu cầu muốn lấy vợ, mà lại còn muốn nâng cao sức khỏe nữa. Thế ạ? Anh nghĩ cái gì cũng là vô biên luôn, kể cả là tiền không thành vấn đề. Quan trọng nhất đây là bọn em là tư vấn như thế nào, có nhiệt tình hay không, có đúng ý anh ấy không thế thôi. À, vâng ạ. À. Thế ạ? À? Ôi dồi ôi, thế em sang luôn đây. Ừ. Em cảm ơn chị nhá. Em chào anh ạ. Ừ, không có gì, sang luôn đi nhá. Này, sao tự nhiên lại chỉ sang nhà anh Dương? Ác đấy. Này, bọn này nhá, nó bám như đỉa ấy. Nó tư vấn nha, ngày 1 cũng được, nó bám sang ngày 2, ngày 3, có khi là từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia ấy chứ. Thế nó cứ đeo bám thôi, càng đeo bám em càng thích. Sao lại thích? Thế em không để ý à, bao nhiêu lần anh ấy cứ sang nhà mình uống nước chè rồi đánh cờ, có những ngày mà tới bữa cơm rồi con vẫn còn phải đợi anh ấy mấy tiếng đồng hồ anh mới chịu về cho mà ăn gì nữa. Đùa, em là rất thâm, đã thâm lại còn đen nữa. Ôi, mỏi tay rồi vợ ơi. Vợ đang đau vai lắm. 30 phút rồi. Cô chú. Cho anh lánh nạn ở đây vài hôm nhé. Lánh nạn á? Ừ. Ôi,
Chả biết cái đứa bán thực phẩm chức năng nó nghe ai xui mà nó cứ bám giết lấy anh, sáng trưa chiều tối nó bấm chuông liên tục. Ôi trời ơi, anh cứ khóa cửa để đấy, nó gọi cửa chán thì nó phải bỏ đi. Anh ở đây vài hôm nhá. Vâng ạ. Anh cứ ở đây thôi, nhà em còn hai phòng trống đấy. Anh nằm ngủ tạm đây cũng được. Rồi ai nằm ở phòng khách. Anh cứ lên nhà đi. Rồi anh cảm ơn. Để vali tầng 2 ấy. Ừ rồi. Anh lên đi. Thế anh cắt nhá. Vâng, anh lên anh cắt đồ đi xong rồi xuống ăn cơm. Sướng thế. À, tự nhiên hại người thành hại mình nhá. Bây giờ vào nấu cơm để phục vụ anh hàng xóm tốt bụng đi. Vào. Đi đi. Ai làm?